Mình nhờ được đồng mời anh em theo dõi cửa hàng test một mẫu đầu cassette của dòng Builder, đó là CT7000. Báo giá cho anh em mẫu đầu này, giá 2,5 triệu. Đầu hoạt động tốt và đẹp xuất sắc anh em nhé. Bãi zin hoạt động xuất sắc luôn. Anh em có thể dùng nghe nhạc từ băng cassette rất hoài cổ, hoặc là anh em có thể vớt nhạc để cho đầu nó quay cũng khá đẹp mắt. Mình ở đời đâu, địa chỉ trên tấm biển này, càng nằm gần ngã tư Văn Phú, Quang Trung, Hà Đông. Màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Anh. Kích cỡ của đầu thì bề ngang là size 42, đặc trưng của hãng Builder. Hình thức đẹp kem, chất luôn. Và mẫu đầu này có sẵn dây AV, anh em sẵn dùng nhé. Sẵn dây AV, có dây cắm vào âm ly luôn. Và dây đầu AV, đầu như thế này, dây cắm vào đầu âm ly luôn. Cũng bớt được một cái dây cũng khá tốt. Mở lại là dây xịn CT7000, bãi zin và bên trong đẹp keng luôn, hoạt động tốt, góc cạnh mượt mà. Đừng ngang tay. Ước gì nhà mình chung vai. Hai đứa mình. Báo giá cho anh em là 2,500,000 đồng giá tại cửa hàng, giá tại cửa hàng. Một mức giá rất là vừa phải hợp lý cho một mẫu đầu